Ui, cái cổng dịch chuyển vẫn còn kìa. Ui, còn hai đứa nữa em ạ. Mình nữa là ba. Bò vào. Đây, 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 gần lắm này, gần lắm này. Ôi, không chết kìa. Em ơi, làm sao? Ui, đuôi đạn. Ôi, mình còn chân máu này. Mình còn đi rõ cái động cơ phản lực của nó kìa. Tất cả, chúng ta mình là Linh đây. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game là CFZ. Mình nghĩ đây là cái chế độ mà làm con là hay ho nhất ở trong cái con là cái tựa game này rồi. Đó chính là chế độ sinh tồn. Nhưng mà nó chỉ được 30 người thôi kìa. Cái phản lực nó hay vãi. Hiện tại thì có 3 class không? Tức là có 3 loại nhân vật ở trong này em ạ. Và mỗi nhân vật nó sẽ có cái kỹ năng khác nhau. Ui, shotgun này XM1014 được ha. Cũng có đạn shotgun các thứ đây. Ok, thì mình theo mình cảm nhận thì nếu mà 30 người này thì một cái đấu nó sẽ rất là nhanh. Giáp này. Ui AK luôn này. Đạn cho súng trường. Ui nhưng mà nhồi cái loại shotgun nó khó chịu thế. Ok này. Đó. Được ha. AK trời ơi. Lần đầu tiên mình được cầm AK trong cái game này luôn đấy. Ấy, ui, đồ ruồi luôn này. À, có một cái ở cái game này rất hay đấy anh em ạ. Tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em xem. Trong cái game này anh em không thể có, nó chỉ có hai vũ khí thôi anh em ạ. Tức là em có thể chọn hai vũ khí chính hoặc là một chính một phụ được. Nhưng mà thường thường thì những cái từ game kiểu như kiểu PUBG hay là Apex Legend thì nó sẽ có cái Apex Legend mình chưa chơi bao giờ. Nhưng mà anh em sẽ có kiểu thêm cả lục ấy. Nhưng mà thôi mình chọn hai vũ khí chính đi cho chắc ăn. Lục ở đây thì mình không cần thiết lắm. Vẫn bấm mở để xem map anh nhá. Ngon, bo gần mình lắm. Đây, mình thích nhất ở cái game này. Đó, chúng ta sẽ được nuôi vậy như chim vượn nè. Ui, còn nuôi được nữa này. Cái này em cái thời tiết kiệm thời gian cực khi mà để ý mấy cái dây này. Đó, anh em có thể là đi mọi nơi luôn. Mà mình cũng không hiểu tại sao là anh em có thể quay về đằng sau lưng được mà trong khi một tay ui cái con tao nuôi kìa. Con vượn này trúng một viên đấy. Ôi rồi. Đây, chưa đặt đầy mình em ạ. Khi em bấm Q này, đó thì em sẽ có một cái này. Cái này là mình cũng không biết là cái gì ta. Mình chưa dùng chiếc tăng của cái này. Bom này. Ui MP5 luôn. Thôi, hôm nay mình chỉ cần AK với cả Skyline thôi. Đi một vòng rất là lâu rồi, mình vẫn chưa thấy khẩu là sniper nào, chưa thấy một khẩu sniper nào luôn ấy. Hay mình đắp một quả thì không, mình tí sợ mình chết mất ấy. Ai đây? Ôi, nó sẽ tạo ra một cái vùng em ạ. Khi mà đứng vào trong đấy thì mình nghĩ là sẽ có khả năng hồi máu. Đây đây, mình vừa thấy nó đây mà. Xong nó chạy đâu? À kia. Mày nhìn, thế nhìn mấy cái con nhân vật đây thì mình cười. Ấy nó kia. À, vì mà mình phát hiện ra một cái gọi là siêu năng lực của mấy gọi là class ở đây này anh em ạ. Tức là em sẽ nhảy cao bao nhiêu mà vẫn không bị mất máu nhá. Em thấy không? Nó không hề bị gọi là tí tổn thương cái gì ấy. Ê, bọn này chân toàn điền kinh với chạy marathon nhiều quá. Mình đứng gần lại một chút anh em ạ. Ấy, cái trượt này hay cực, em nên sử dụng nhá. Ôi, trên đâu? Ui giời ơi, mạng đầu tiên. Ngon em ạ. Ui, bằng đạn xịn luôn. AK, mũ giáp, ba lô rồi ngay. Bây giờ mới nhận được cái ba lô. Cái chích đi có bơm kim tiêm thì to vãi trường em ạ. Mình cảm giác chích kiểu anh em biết kiểu người tinh tiêm ngừa lợn không? Quả chích này đúng thế đó. Đây hồi máu em này. Nhưng mà có vẻ hồi hơi chậm ta nhờ. Mình cứ tưởng nó hồi phải nhanh lắm cơ. Ok, từ từ mình phải lấy lại cái giáp ấy. Cái giáp này mình bắn hỏng mẹ rồi. Red dot. Đấy, ok. Còn nha. Ui, thế kìa em thấy không? Đó. Ồ, nghe được cả tiếng nước ấy luôn, dẫm nước này. Có cái thác này. Còn có 12 thằng của em ạ. Mình cứ nghĩ là cái game này nó sẽ gọi là nhanh cơ, nhưng mà phải loay hoay đến cả nửa tiếng đồng hồ rồi, bây giờ vẫn còn 12 đứa. Ui, những cái thác này kinh quá. Con đi vào được không? Em chói mắt với trời ạ. Thôi được rồi, đi.
bò hướng này cơ mình ạ. Được phết. Anh em cảm nhận ra nào, mình thấy đồ họa rất là ok. À đây đây, mình chưa thử cái trò này. Ôi chú nó bạn. Đó, ui anh em có thể leo được mọi cái thùng luôn kìa bạn. Đỉnh vãi, như kiểu parkour ấy. Được. Ui trong này chưa loot này, trong này vẫn còn nguyên si này. Ui gần lắm này, ui. Thằng nào 2 headshot kìa. Ngay trước mặt mình luôn đấy. Còn 8 thằng nữa thôi. Từ từ nha, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Mình hơi run, mình sợ nhất, mình hay hay kiểu run ở trong cái tê... về giai đoạn cuối này này. Ô, nghe thấy tiếng nhảy đúng không? Ok, kích, kích. Ê, nó chui vào nhà, nó chui vào nhà. Nó chưa thấy mình, chưa thấy mình đâu. Nào, chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu, ý giời. Cái con nhân vật đấy nha bạn. Mình từng vừa lấy mình thử rồi, nhưng mà nó có cái, không phải hồi máu đâu, mà là cái chức năng của nó lại là cái khiên anh em ạ. Nó tạo ra một cái tấm khiên ý. Hay phết. Nòng chống giật này. Ô, bây giờ ba lô ba luôn anh kìa. Xịn vãi. Ngon 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 ngon. Thằng này giàu em ạ. Tay cầm các thứ này. Trời ơi, thính nó rơi ngay trên đầu. Nó ở trên cái đồi em ạ. Vector kìa, có cả vector luôn. Trên đầu mình ở cái thế bất lợi anh em ạ. Mình ở thấp ý. Nó mình... Ê, có 4 đứa đây. Ái trưởng ạ, mà bo nó vẫn còn rộng nhá. Các vết nhỉ, thế này thì lo gì, còn có 4 đứa thôi mà, đi. Đây này, trên này có thằng này. Mình không biết là nó đi chưa cơ. Mình sợ kiểu mình đi mà bây giờ mình ra cái vào bó trước ấy thì nó lại kê đằng sau lưng. Là hơi bị mệt. Đấy, có cái đu đu này, xịn vãi. Đây, bo cuối các bạn, mình nghĩ là bo gần cuối ở trong này rồi. Bo cuối thu vào dưới này. Ui, cứ thính trên đầu mình đấy. Mình bắn nhau nhiệt thế. Bo vào rồi các bạn. Ờ ha. Ờ, có khi nào nó lại dùng cái chức năng dịch chuyển không ta? Đây. Thôi mình xuống luôn. À! Úi, cái cổng dịch chuyển vẫn còn kìa. Ôi, còn 2 đứa nữa kìa bạn. Mình đây là 3. Bo vào. Đây, 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 gần lắm đấy. Ôi, không chết kìa. Em ơi. Làm sao? Ôi, nó hơi đạn. Ôi, mình còn chấm máu này. À đây à. Như đâu? Ui, say ơi. Ui, mình say đúng mồm mắt luôn. Wow. May sao mà kiểu đấy nó hình như nó bị kẹt đạn hay sao ấy. Ok, mình vẫn sống được. Ôi, cái khẩu Skyline mình quên không bật auto. Thế là mình bắn tỉa từng viên một. Ma, thế là trượt hết ạ. Ok. Ok, còn một thôi nha. Một VS1 này. Ba mạng em nhá, cố lên. Trận này mình sẽ cố gắng chạy hát to mình thính kìa, thính rơi đéo mà chỉ cho nóc nhà được kìa. Cố lên. Hay anh em ạ, phải nói là cái tiết tấu của nó kịch tính cực kỳ luôn. Kiểu anh em sẽ có nhiều cái khả năng đặc biệt đấy. Nhiều khi nó sẽ cực kỳ là khó lừa đấy. Như kiểu đây là tê lên này. À đây, hướng này rồi, bo vào này. Bình tĩnh nha. Sai một ly đi một dặm đấy. Giáp bị hỏng rồi này. Smoke. À rồi. Nó nhặt thính. Ôi phải thầy. Yes à. Bị chế bot rồi. Nào mới ra. Ôi chẳng bé giải. Mà thằng này kiếm đâu ra làm bom thế. Ui hai viên rồi em ơi. Thầy nắm bom quá. Ơi mày đâu? Đây. À, nó bật khiên anh em. Đi vòng qua đi, vòng qua. Ui giời ơi, top 1. Được không em? Được. Ui hay thật sự em ạ. Ôi được, top 1 được rồi nhá. Anh em nhớ like vào cho mình cả đợi. Được anh em ạ. Mình thấy cái chế độ sinh tồn này rất là ok. Nhiều cái rất là hay ho. Từ trước giờ mình chưa thử ấy.